viên của Memo Game băng lên thì cũng là khoảng trống để KT có thể sát được vào anh Tân. Anh Tân một lần nữa nằm lại rồi. Boss Gaming đang tận dụng lợi thế hơn người để ăn cho mình con tà thần Seja này. Họ dường như muốn chuyển sang đánh người ấy chăng đây. Anh Tân đã ra rồi, con Seja đã được giữ lại máu. Nam Nhi đang tới, chưa thể bóng dáng Kai'Sa đâu. Kai'Sa hoàn toàn thể tạo ra được nét khác biệt trong trận đấu này nếu như ta băng vào được thành công. Con Seja vào chỗ này không còn nhiều máu rồi, lôi điều băng vào. Cho nên xe chỉ còn dưới đầu cây. Kai'Sa băng vào hơi sớm tại đây. Ra con Seja thuộc về chỗ đó là Kai'Sa. Kai'Sa là người cướp được con Seja bảo chúa này, ta mất đi cơ bản xương của mình rồi. Anh ta bị kẹt lại ở trong hang Seja bảo chúa và anh ta lên bảng điểm số rồi. Box Gaming vẫn sẽ có được cái bảng của Kai'Sa, nhưng mà tuy nhiên thì Memo Game chỉ dừng lại tổn thất ở một người mà thôi. Kai'Sa đã đúng.